Chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh Volkswagen Việt Nam. Lần đầu tiên, Volkswagen Việt Nam xin cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi luôn nỗ lực trong việc phục vụ khách hàng bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi thông qua hệ thống đại lý trải dài trên toàn quốc. Tất cả xe mua tại hệ thống đại lý ủy quyền của Volkswagen Việt Nam sẽ được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Đối với ắc quy và phụ tùng chính hãng sẽ được bảo hành 2 năm và không giới hạn số km. Đối với phụ tùng được thay mới để thực hiện sửa chữa bảo hành sẽ được áp dụng theo thời gian bảo hành còn lại của xe. Hệ thống đại lý ủy quyền của Volkswagen Việt Nam trải dài trên toàn quốc, thuận lợi cho việc bảo dưỡng, bảo hành và sửa chữa xe một cách nhanh chóng. Chi phí bảo hành sẽ bao gồm phụ tùng và công sửa chữa. Việc bảo hành sẽ thực hiện dựa trên số khung, số máy của xe. Vì vậy, xe khi được sang tên đổi chủ hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam vẫn đảm bảo đầy đủ quyền lợi bảo hành. Việc bảo hành chỉ được thực hiện khi quý khách hàng tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo của Volkswagen Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ với hệ thống ủy quyền chính hãng của chúng tôi trên toàn quốc. Volkswagen.